hải tặc. Tìm quả trong tất như một nhúm than hoặc đá tuyết. Ta muốn mở tiệc ngay kho báu mùa đông. Tuyệt quá thưa thuyền trưởng. Ta chỉ cần một cái cây và các món quà thôi. Ông Smith, ta tìm thấy thứ mình cần rồi. Nhìn kìa các bạn, thêm một món quà nữa kìa. Chúc mừng ngày kho báu mùa đông. Mau lên, ta trèo tới đỉnh núi ngay. Này, đừng hòng. Ta sẽ ăn mừng ngày kho báu mùa đông trong tuyết. Húc lấy đi tất cả rồi. Ngày kho báu mùa đông mà không có cây và quà thì còn ra sao chứ? Các bạn đừng lo, ta sẽ không để Húc phá hỏng hết đâu. Ngày kho báu mùa đông rất quan trọng với bọn mình cần giúp đỡ hơn bao giờ hết. Các bạn nhớ tìm các đồng tiền vàng nhé. Khi ta cùng nhau giải quyết vấn đề cướp biển, chúng sẽ xuất hiện đấy. Chúng ta sẽ thu thập chúng và để vào dương kho báu chung. Người sẵn sàng chưa? Mình có thanh gươm, mình vẫn có bản đồ, còn mình có bột tiên. Các nàng tiên cho mình để giúp chúng mình bay, nhưng chỉ khi khẩn cấp thôi. Yoho, đi nào! Yoho, các bạn ơi! Mình cùng phiêu lưu và tìm kho báu.